Miền Háo Hức Radio. Chào mừng bạn đến với Hà Thành For Radio Miền Háo Hức. Chương trình được phát sóng duy nhất vào thứ năm hàng tuần trên radio của công ty và phát lại trên fanpage của Hà Thành For. Mời các bạn chú ý lắng nghe. Kính chào quý khán thính giả của Radio Miền Háo Hức. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2023, thời khắc chuyển giao sang năm 2024 chỉ còn 38 ngày. Tôi Johnny. Tôi Ruby. Chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui trong công việc và cuộc sống. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đồng hành với nhau trong 15 phút tới đây cùng rất nhiều những thông tin đáng chú ý và hấp dẫn sau. Đầu tiên như thường lệ là cập nhật tình hình kinh doanh của Hà Thành For. Vinh danh động viên kịp thời tạo động lực tích cực trong toàn khối kinh doanh Hà Thành For. Khối dịch vụ Hà Thành For đẩy mạnh công tác truyền thông marketing đến gần với khách hàng hơn nữa. Hà Thành For chú trọng công tác hình ảnh đến với khách hàng. Tiếp tục với công tác tuyển dụng, thu hút nhân tài từ các nơi để về đầu quân tại Hà Thành For. Trong lời tự tình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được tôn vinh những người làm công tác đào tạo của Hà Thành For nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với tình hình kinh doanh của Hà Thành For, những con số vô cùng ấn tượng. Từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2023, Hà Thành For đã ký được 134 hợp đồng chỉ trong vòng 10 ngày. Tôi nghe có nhầm không đây ạ? 134 hợp đồng trong vòng 10 ngày. Chị Ruby có thể cho tôi biết đây có phải đã là một cái kỷ lục của Hà Thành For chúng ta chưa? Đây thực sự là một con số kỷ lục của Hà Thành For, vì theo như thống kê và theo như tìm hiểu của chúng tôi thì đây nó là một con số rất cao sau đại dịch Covid đến thời điểm này đấy ạ. Vâng, nếu mà toàn bộ 134 hợp đồng này mà được chuyển hóa để giao xe cho khách thì tôi tin rằng con số này đã đạt tới hơn 50% con số chỉ tiêu của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, không chỉ có những cái con số bất ngờ đó đâu ạ. Chúng tôi còn có thêm một cái thông tin vô cùng vui mừng, xin được chúc mừng chi nhánh Mỹ Đình. Đến thời điểm hiện tại thì chi nhánh Mỹ Đình của chúng ta đã vượt 109% ký hợp đồng mới trong tháng 11 này. Vâng, rõ ràng giám đốc chi nhánh Lê Văn Tuấn luôn là lá cờ đầu của hệ thống Hà Thành For chúng ta. Một lần nữa xin được chúc mừng anh và chúc mừng chi nhánh Mỹ Đình. Vâng, và không chỉ chúc mừng giám đốc của chi nhánh Mỹ Đình, chúng ta hãy cùng chúc mừng giám đốc Trần Văn Hợp cũng đã vượt 106% chỉ tiêu ký hợp đồng mới trong tháng 11 này. Tại Hoài Đức và Việt Trì thì chúng ta đang cùng cố gắng và phấn đấu, chúng ta cũng đã đạt đến trên 70% ký hợp đồng rồi. Và tôi xin được chúc toàn thể khối kinh doanh của Hà Thành For ngày 30 tháng 11 các bạn sẽ đạt 100% các chỉ tiêu đặt ra. Vâng, tôi xin lưu ý các giám đốc kinh doanh, giám đốc showroom của Hoài Đức cũng như của Vichy For, chúng ta chỉ còn 7 ngày nữa để đạt được những cái con số ấn tượng trong tháng 11 thôi ạ. Vâng, một lần nữa xin chúc các anh đạt được thành công. Ồ, những cái thành tích ấn tượng như này thì chúng ta cần phải được ghi nhận và cần phải được tôn vinh kịp thời đúng không anh Johnny? Vâng, nhất định rồi chị Ruby. Ở Hà Thành For chúng ta đã có một cái văn hóa đó là ghi nhận những thành tích của những người có công, có tầm và có cái sự sáng tạo trong công việc. Nhưng mà ở tháng 11 này chúng ta đã biết cách là vinh danh hàng ngày để làm sao khích lệ được tinh thần chiến đấu của anh em. Và bây giờ tôi xin được mở đầu bằng những lời tự sự của anh Đặng Xuân Riện, nguyên là trưởng phòng bán hàng 1 trụ sở Hoài Đức. Anh nói về cảm nhận của mình khi được vinh danh. Mời các bạn cùng nghe. Với cá nhân tôi, mỗi lần được vinh danh, tôi cảm thấy thật là tự hào. Và tôi tin rằng đây cũng là động lực để toàn thể anh chị em tư vấn bán hàng Hà Thành For ký được nhiều hợp đồng hơn. Vâng, xin được cảm ơn những lời bộc bạch vừa rồi của anh Diện. Thưa quý khán thính giả của Hà Thành For, có thể thấy trong mỗi tổ chức, mỗi một đơn vị, công tác khen thưởng vinh danh kịp thời sẽ có tác động rất lớn tới động lực làm việc của các thành viên. Bởi đơn giản, bất kỳ ai chúng ta cũng muốn được tổ chức ghi nhận những đóng góp của cá nhân mình với đơn vị. Đôi khi liều thuốc tinh thần còn mạnh hơn cả vật chất. Dẫu biết bán hàng là công việc thường nhật của mỗi tư vấn bán hàng, thay mặt ban giám đốc của Hà Thành For, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cán bộ nhân viên của Hà Thành For, những người đang hàng ngày lao động cống hiến vì bản thân, gia đình và Hà Thành For, xin được trân trọng. Khối dịch vụ của giám đốc Xuân Bách cũng đang trong quá trình cải tổ mạnh mẽ về tư duy chiến lược để tìm kiếm những nguồn khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ và thu hút cả những khách hàng ruột của các đại lý đối thủ cạnh tranh. Được biết trong tuần vừa qua, rất nhiều những cuộc họp của ban giám đốc, khối dịch vụ và phòng truyền thông marketing đã diễn ra. Chị Ruby có thể cho tôi biết và chia sẻ về những kế hoạch sắp tới của khối dịch vụ Hà Thành For không ạ? Vâng,
công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh rất nhiều trong cái thời gian tới đây đến đối với khối dịch vụ của Hà Thành Phố. Và đặc biệt phòng truyền thông marketing sẽ hỗ trợ cho khối dịch vụ chúng ta tìm kiếm khách hàng một cách rộng hơn, lan tỏa những cái thông tin tích cực, những cái thông tin về chương trình khuyến mại cũng như là những cái thông tin về sự dịch vụ của Hà Thành Phố đến đối với không phải chỉ là các đại lý khác mà còn đến với nhiều những quý khách hàng khác trên toàn địa bàn Hà Nội cũng như là các địa bàn lân cận. Vâng, rõ ràng tôi thấy là một cái sự đua tranh ngay chính trong bản thân nội tại của Hà Thành Phố cũng đang diễn ra rất là quyết liệt. Có thể nói là đây là một cái phong trào hướng tới cái việc là đạt được kết quả kinh doanh từ giờ đến cuối năm, là một cái phong trào rất hay của chúng ta đã được áp dụng bắt đầu kể từ tháng 11 này. Xin được chuyển sang các tin tức khác. Chẳng cần phải tinh mắt, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi mang tính tích cực trong không gian của showroom, dịch vụ và các khu phụ của trụ sở Hoài Đức. Các bảng biển sạch hơn, kính trên cao của showroom sáng hơn, khu trưng bày xe ngăn nắp và chuyên nghiệp hơn. Trên hết, với cảm nhận của cá nhân Johnny, tôi thấy khu vệ sinh của chúng ta đã được nâng cấp, chỉnh trang tốt lên rất nhiều. Lưu ý, khu vệ sinh luôn là nơi các khách hàng và đối tác của Hà Thành Phố để ý và đánh giá đầu tiên trước khi bước chân vào Hà Thành Phố. Vâng, qua những lời chia sẻ của anh Johnny thì tôi cũng muốn được kể một cái câu chuyện mà trong cái cuộc họp gần đây nhất tôi đã được tham gia trải nghiệm và cũng đã được lắng nghe một cái bài học cũng như là những cái lời chia sẻ vô cùng là tâm đắc của anh Hoàng Nam Tiến. Trong cái video mà anh chia sẻ thì anh có chia sẻ đến một cái câu chuyện của chính FT của các anh ý. Khi các anh tiếp một đơn vị là đối tác nước ngoài, chưa cần biết họ đánh giá về dịch vụ của chúng ta như thế nào, về sản phẩm của chúng ta ra sao, nhưng cái điều đầu tiên mà các anh ý để ý rằng khiến cho khách hàng đến và cảm nhận thấy một cái sự thoải mái, đó chính là cái nhà vệ sinh. Và cái nhà vệ sinh đấy đã ghi điểm và đã mang lại ấn tượng tốt đến đối với đối tác của khách hàng của FPT. Và tôi thấy rằng là qua cái câu chuyện mà anh chia sẻ như thế thì tôi thấy nó vô cùng thực tế. Và các bạn thấy đấy, khách hàng của chúng ta họ sẽ cảm nhận khi mà đến nơi làm việc của chúng ta, nơi trụ sở của chúng ta từ những điều nhỏ nhất. Vâng, có lẽ sau này chúng ta không nên gọi là khu phụ mà chúng ta phải gọi là khu chính, đúng không ạ? Mọi người thường đó là khu vệ sinh, khu phụ. Nhưng mà rõ ràng đối với nhiều đối tác khó tính, đối với những khách hàng khó tính thì họ thấy đấy chính là cái bộ mặt của công ty nơi họ đến. Thì rõ ràng đây là một cái thay đổi rất là tích cực đối với cả showroom của chúng ta trong những ngày gần đây. Vâng, và nhân đây thì Radio Miền Hào Hức cũng rất mong các thành viên của Hà Thành Phố chúng ta nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bắt đầu từ chính vị trí ngồi làm việc của mình. Hãy biến Hà Thành Phố là gia đình thứ hai của mỗi người nhé. Vâng, trên đây là tất cả những thông tin về kinh doanh, về dịch vụ. Thế còn cái công tác tổ chức cán bộ, hay nói thẳng ra là công tác tuyển dụng của chúng ta trong thời gian vừa rồi thì như thế nào, chị Ruby có thể chia sẻ được không ạ? Vâng, và trong thời gian gần đây thì Hà Thành Phố cũng như là toàn khối kinh doanh vẫn đang tiếp tục chiêu mộ những nhân tài về đầu quân cho Hà Thành Phố, bởi vì kinh doanh của chúng ta ngày càng được mở rộng, các phòng bán hàng của chúng ta ngày càng được phát triển hơn và chế độ của chúng ta cũng đang ngày càng được cải thiện nhiều hơn. Vâng, và tôi chắc rằng Hà Thành Phố sẽ là một môi trường làm việc lý tưởng, một môi trường làm việc thú vị đối với bất kỳ một nhân viên nào khi chúng ta đầu quân vào Hà Thành Phố đấy. Anh Johnny, anh có nghĩ như vậy không? Vâng, gần 300 ngày, nói đúng hơn là 300 ngày tôi công tác tại Hà Thành Phố thì rõ ràng từng ngày tôi cảm thấy yêu mến con người và yêu mến cái môi trường làm việc của Hà Thành Phố hơn. Từ đó để thấy là các bạn trẻ, các bạn hãy đến đây làm việc, đây là một môi trường hoàn toàn cho các bạn thỏa sức sáng tạo, cũng như là đây là môi trường các bạn có khả năng thăng tiến nếu các bạn có tinh thần và trách nhiệm. Và như thường lệ, phần cuối chính là lời tự tình ngọt ngào, Squid Confession. Vâng, lời tự tình ngọt ngào. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Câu nói trên vẫn còn nguyên giá trị với hiện tại, đặc biệt trong thời điểm hiện tại Hà Thành Phố của chúng ta đang có sự chuyển đổi trong công tác đào tạo, học tập và thi cử theo phương pháp mới đã được áp dụng từ đầu tháng 11. Nhân dịp này, Radio Miền Hào Hức xin được gửi tới ekip vận hành, sản xuất và quản trị website đào tạo lời chúc sức khỏe để tiếp tục theo đuổi các ý tưởng mới có trên hệ sinh thái học tập của Hà Thành Group. Không gì bằng đó là sự lan tỏa tri thức của chính những người tạo ra website này, đặc biệt là ý tưởng của Chủ tịch Hà Thành Group Bùi Công Kiên. Anh rất muốn lan tỏa một cái hệ sinh thái học tập đến toàn công ty của mình, người đã sáng lập ra Hà Thành Phố. Và để có một lời tri ân cũng như là để cảm ơn đấy ý tưởng này của anh Bùi Công Kiên, chúng tôi xin gửi tặng các thính giả của Hà Thành Phố một bài hát, Để Gió Cuốn Đi
của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Số 11 của chúng ta ngày hôm nay rồi. Vâng, chúc tất cả các bạn bước vào tuần cuối cùng của tháng 11 năm 2023 với đầy đủ sức khỏe, hứng khởi, cán đích thành công. Chúc các bạn may mắn. Chương trình Hà Thành Phố Radio Miền Hào Hức phải chào tạm biệt quý khán giả tại đây rồi. Nếu yêu thích Hà Thành Phố Radio, đừng quên nhấn like, share cũng như để lại các bình luận cảm nhận của mình nhé. Chương trình sẽ được phát lại trên kênh fanpage của Hà Thành Phố. Hãy nhấn nút follow fanpage của chúng tôi để không bỏ lỡ những chương trình mới và những thông tin bổ ích thú vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.